chưa nó dễ sống gì làm cho nhanh mà. Để ý là mấy chị đi làm gì mà chị mới chờ thôi, mấy chị nó tặng chị á, mấy chị xong chờ. Ủa à? Vậy xin đâu xin bơ hết rồi. Giống chị thần hả bác? Để thần em là chính được cái chưa không? Ta không biết đường nữa. Sợ mới đi, đi xa, mới để xe ta nó đi mua tao đi đó. Nếu mua xe làm sách xe tôi đi. Mua tao bôi xe rồi còn đủ có thứ gì nữa. Tao sừng sừng nó bỏ ăn xuống rồi xuống thì giận. Mấy cái đem hộp lấy đây nha, bỏ ở đây. Đưa mua và đem hộp đây đừng đồ xuống nữa. Ai như đây đừng mưa đầy thế nhất mưa đó thì bảo trời nó ngược đó, nó đừng có mưa mấy ngày nữa đi chơi ở đây. Mình không chỉ mưa thì Chúa tu đạo tạo họ ngày mà lớn nhất là năm của họ. Ai là bên chỗ như này nhà thờ làm được thức ăn là bán á, chỗ bách khoa ăn nó gì tí mình nấu đó ẩm thực nó tiền nữa là không có đây làm bỏ nhà thờ hết. Mà những ngày nó mẹ buôn bán thì giờ còn phải đem cái tiền lại vô bỏ nhà thờ làm cái gì đó bây giờ. Thì
bà ở nhà nói là mà hồi sự giữ khách là mới buôn báo thì báo có được cái gì mà báo. Hồi kêu hồi nghỉ. Cái đào tinh kia phải hàng tự động tự giác. Cái gì để lâu lát mới chịu đi Giáng sinh lắm cho mình ẩn nó không đi ra cho mình chịu đi. Để thôi chứ muốn cục nâng đĩa là được. Đau xì nó tâm nó tết mình hết.
thua bé bé em cũng chịu đau rồi. Hôm đó là mùa to với mùa viêm da đâm đâm kim máu mất máu nhiều. Để tạp đó đi xuống rồi đó đồ đừng thank you.